Đây là hồ Bobo của mình. Mình mới cho ăn khoảng 8 giờ sáng. Bây giờ là 8 giờ tối. Các bạn thấy là cái lượng nấm men trong hồ này nó vẫn còn nhiều. Khi mà Bobo ăn hết nấm men á, thì cái nước hồ mình nó sẽ trong nha các bạn. Còn cái này nước hồ mình thì nó không trong, mà nó còn khá là đục. Các bạn có thể mình nhìn thấy cái muỗng inox mình để dưới này nè. Đây, cái nước hồ mình nó còn tương đối đục nha các bạn. Cái điều này nghĩa là Bobo nó chưa ăn hết nấm men. Một cái điều đặc biệt khi mà các bạn nuôi Bobo bằng nấm men á, có nghĩa là nấm men ăn không hết. Sáng các bạn cho ăn nấm men mà Bobo ăn không hết, đến chiều mà các bạn thấy nấm men còn nhiều thì các bạn không cần cho ăn nữa. Cái nấm men nó tồn tại trong nước, nó không làm hư nước nha các bạn. Không giống như các bạn cho ăn cám hay là cho ăn những cái thức ăn khác, các bạn cho ăn nhiều quá nó hư, nó làm sao nó sao làm hỏng nước rất là nhanh. Còn nấm men thì khi mà một cái lượng thức ăn nhiều nhưng nó vừa phải thôi, nó không quá nhiều, thì nó vẫn không làm hư nước của mình. Thì bỏ ăn không hết thì các bạn ngưng ăn một cử, để 12 tiếng sau thì mình khi mà bo ăn hết á, mình cho ăn lại như vậy thôi. Các bạn có thể thấy là trong hồ Bobo này có rất nhiều con Bobo nó có màu trắng ở trên lưng. Thì khi mà hồ Bobo của chúng ta đã đạt mật độ tối đa và chúng ta không có thay nước nữa thì môi trường nó sẽ chuyển sang bất lợi đối với Bobo. Đến lúc này thì trong quần thể Bobo nó sẽ xuất hiện những cái con Bobo màu trắng này nè các bạn. Và quần thể Bobo lúc này nó sẽ không có đẻ con nữa nha các bạn, mà nó sẽ chuyển sang nó đẻ trứng. Cái trứng tiềm sinh á, để nó, để khi mà cái môi trường nó thuận lợi hơn thì những cái trứng tiềm sinh này nó sẽ tiếp tục phát triển thành con Bobo con để nó duy trì nòi giống của nó. Còn theo quy luật tự nhiên thì khi môi trường mà nó đã đạt đến cái ngưỡng tối đa, cái ngưỡng không thuận lợi cho con Bobo nữa, thì Bobo nó sẽ có hiện tượng tàn, tức là cái quần thể Bobo này nó sẽ tàn lụi, nó chết đi. Còn ở một cái hồ nuôi tương tự như bên này thì mật độ Bobo cao hơn bên kia nha các bạn. Mật độ Bobo bên này rất là cao, gần như là cao gấp 1,5 đến 2 lần. Tuy nhiên ở đây các bạn có thể thấy là không có hiện tượng xuất hiện những con Bobo mà nó có màu trắng trên lưng. Tại sao là như vậy? Bởi vì cái hồ Bobo bên này á, mình thay nước cho nó thường xuyên hơn. Thì cứ mình thấy là nước nó dơ như bên này, khi mà nước nó bắt đầu dơ như bên này nè, nó đục đục, nó dơ như bên này, thì mình sẽ thay nước đó. Và mình làm như vậy đó, mình phát hiện là Bobo nó sẽ đẻ con liên tục, nó không có đẻ trứng. Thì đây cũng là một cái cách để mà mình nâng cao năng suất Bobo nha các bạn. Các bạn thay nước sạch, thỉnh thoảng các bạn thay nước sạch cho cái hồ Bobo của mình, thì con Bobo nó sẽ đẻ con liên tục, và cái mật độ nó sẽ lên, nó lên cao, nó lên dày đặc luôn. Bobo nó cũng giống như những cái động vật nuôi khác thôi, thì nó cần phải có một cái môi trường sạch sẽ và nhiều thức ăn. Các bạn tạo cho Bobo một cái môi trường thuận lợi cho nó thì nó sẽ sinh sôi phát triển nhanh và sẽ đạt năng suất tối đa cho các bạn. Mình đã thử tính toán cái lượng Bobo trong hồ này, thì cái lượng Bobo trong cái, nói là cái hồ thôi nhưng mà đây thực sự là nó là một cái thao nhỏ. Nó chỉ có 1,5 lít nước thôi. Mình đã thu hoạch được trong cái thao này là 10 gram Bobo. Như vậy, nếu các bạn nhân lên ở một cái thể tích là 1.500 lít nước thì các bạn sẽ thu hoạch được 10 kg Bobo. Cái thao này mình nuôi được 7 ngày nha các bạn. Cũng giống như là nhiều người khác thì lúc đầu mình nuôi Bobo rất là khó khăn. Cứ nuôi là chết mà mình cũng không hiểu tại sao. Nhưng mà sau khi mà phát hiện ra cái nấm men thì mình đã bắt đầu có những cái thành công nhất định về cái việc nuôi Bobo. Và như các bạn đã thấy, bây giờ gần như là mình nuôi rất là dễ dàng. Mình theo cái kiểu, nói theo cái kiểu của người bình dân đó, là nhắm mắt cũng nuôi được. Và nuôi là thành công, rất là dễ dàng. Thì mình cũng hy vọng là các bạn có một chút ít kiên nhẫn ngay từ đầu. Chúng ta nuôi
để lấy kinh nghiệm, chứ không phải là chúng ta nuôi một hai mẻ đầu tiên mà chúng ta cứ nghĩ là chúng ta thành công, chúng ta nuôi được tuyệt vời, thì cái đó là nó rất là khó. Các bạn hãy nuôi để lấy kinh nghiệm trước, và khi mà các bạn đã có kinh nghiệm rồi thì lúc đó cái thành công nó đến như là một cái cách rất tự nhiên. Các bạn không muốn thành công cũng không được. Giống như mình bây giờ đã nuôi là được, chứ không có chuyện nuôi là thất bại. Sự thành công trong cái nuôi bo bo của mình á, ngoài cái việc là mình sẽ chịu thất bại một vài lần để mà có kinh nghiệm, thì cái điều quan trọng nhất á, đó chính là nấm men. Có thể nói là nấm men nó quyết định đến 90% sự thành công của quy trình nuôi bo bo của mình. Các bạn nhớ xem kỹ cái hướng dẫn làm nấm men để nuôi bo bo của mình nha, bởi vì nó quyết định đến 90% cái khả năng nuôi thành công của các bạn đó. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau nha.